Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chúc quý khán giả một ngày tràn đầy năng lượng, làm việc thật hiệu quả và thành công. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điều động Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh làm Giám đốc Sở Công Thương. Sách tinh gọn thúc đẩy văn hóa đọc. Sáng ngày 26 tháng 8, tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự và trao quyết định có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều động đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cống hiến của đồng chí Lê Anh Tuấn trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Lê Anh Tuấn sẽ tiếp tục thể hiện được khả năng, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao phó để có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Sáng ngày 26 tháng 8, tại Thành ủy Tây Ninh đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Sở Nội vụ Tây Ninh đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh điều động đồng chí Phạm Trung Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải vào Ban Chấp hành tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Sáng ngày 26 tháng 8, tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 1559 ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế, được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Trương Văn Hùng, sinh năm 1966, từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ông từng làm Phó Chánh Văn phòng, rồi Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Y tế. Sáng ngày 26 tháng 8, chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng với sĩ quan trẻ lực lượng hiến binh và lực quân Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tổ chức đón tiếp đoàn sĩ quan trẻ Campuchia. Về phía Campuchia, Trung tướng Tiên Sô Phong Vong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, trưởng đoàn và 60 sĩ quan trẻ lực lượng hiến binh, lực quân Campuchia cùng tham dự. Về phía Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, tham dự còn có Đại tá Phạm Đình Triều, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Sau phần tiếp đón, đoàn sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng và sĩ quan trẻ lực lượng hiến binh và lục quân Campuchia đã tổ chức trồng cây hữu nghị thanh niên và chụp hình lưu niệm tại nhà khách đối ngoại, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng với sĩ quan trẻ lực lượng hiến binh và lục quân Campuchia diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 8 năm 2024. Theo kế hoạch, thực hiện quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đầu tư công, tỉnh Tây Ninh sẽ ưu tiên thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa lớn. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh,
bảo đảm đồng bộ, hiện đại, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng gắn với hành lang kinh tế Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, tăng cường kết nối hướng Đông Tây với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An. Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 ở mức 9,5% một năm, tỉnh Tây Ninh dự kiến cần huy động tổng số vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 628.000 tỷ đồng. Đối với dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công, tỉnh sẽ thu hút đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất, hiệu quả các cơ sở sản xuất kinh doanh tại 3 vùng phát triển và 4 trục động lực của tỉnh. Các ngành lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống cảng thủy nội địa, hạ tầng logistics, thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, các dự án phát triển năng lượng tái tạo, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn vệ sinh lao động. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương cần tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động để chủ động phòng tránh, giảm thiểu tai nạn lao động, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động dẫn đến các vụ tai nạn lao động. Sáng ngày 26 tháng 8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2024. Trong 7 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu các nội dung như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, với dung lượng ngắn, cô đọng, đa dạng hình thức, nhanh tiếp cận và rẻ, sách tinh gọn ngày càng trở nên phổ biến với độc giả, không chỉ giúp cho bạn đọc tiết kiệm được thời gian, nắm được ý chính, mà thời gian qua dòng sách tinh gọn còn góp phần thúc đẩy về văn hóa đọc tại nước ta. Là một độc giả trẻ với công việc khá bận rộn, nhưng vẫn muốn tiếp nhận thông tin, kiến thức mới từ sách, nên chị Phương đã lựa chọn sách tinh gọn. Và khi mình đọc ấy, thì mình sẽ muốn tò mò tìm hiểu về bản đầy đủ của nó như thế nào và mình quay trở lại mua. Về giá thành thì đương nhiên là sách tinh gọn nó đã trở lên rẻ hơn rất nhiều so với một cuốn sách đầy đủ. Các loại sách tinh gọn hiện tập trung ở các loại sách lịch sử, kinh tế, kỹ năng, khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu nghe, đọc nhanh trong thời đại số. Đặc biệt với những nội dung có hàm lượng khoa học nhiều, thì sách tinh gọn là một hướng đi phù hợp. Với mục tiêu đưa sách nông nghiệp đến được với nông dân mọi miền đất nước, nhà xuất bản này đã cho ra mắt rất nhiều các đầu sách tinh gọn, chỉ từ 30 đến 70 trang. Nội dung dễ đọc và dễ áp dụng kỹ thuật khoa học vào thực tiễn, mà giá thành lại phù hợp. Sách tinh gọn ấy, thì nó góp phần phát triển văn hóa đọc rất tốt cho vùng sâu, vùng xa cũng như là các đối tượng mà giới trẻ. Thì nếu mà không có các sách tinh gọn để tạo cái thói quen đọc, tức là xây dựng được một cái văn hóa đọc nền tảng thì sẽ khó để mà có thành công được trong các cái việc ví dụ như giáo dục hay là xây dựng pháp luật. Hiện tại, Việt Nam đã có hơn 10 đơn vị tham gia làm sách tinh gọn, phát hành 973 đầu sách, cả sách in lẫn sách điện tử, gần 400.000 bản in sách giấy và hơn 100 triệu lượt đọc nghe sách điện tử. Theo đại diện nhà xuất bản này, để tăng sự hấp dẫn, thu hút cho các ấn phẩm sách tinh gọn, nhà xuất bản không chỉ đầu tư khâu lựa chọn, bản thảo, biên tập nội dung, mà còn ứng dụng công nghệ để có các sản phẩm sách điện tử, sách nói tinh gọn, giúp người yêu sách dễ dàng tiếp cận hơn. Đối với sách nói thì có những cái giọng đọc đối với từng cái thể loại có giọng đọc khác nhau, hay đối với từng đối tượng
bạn là người lớn khác mà trẻ em thì khác, và lại có một số lựa chọn những cái giọng đọc các vùng miền để phù hợp với cái thị hiếu. Và đối với những cái sách tinh gọn đấy sẽ có nhấn nhá những cái keyword để cho bạn đọc càng dễ nhớ. Sách tinh gọn là một xu hướng tất yếu của ngành xuất bản, tạo ra sự phong phú cho thị trường sách Việt Nam. Với sự nỗ lực của các đơn vị xuất bản sẽ góp phần phát triển mảnh đất màu mỡ này, mang lại những trái ngọt cho ngành xuất bản ở Việt Nam và ngày càng thu hút được đông đảo độc giả quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy văn hóa đọc. Thưa quý khán giả, tiếp theo bản tin trưa hôm nay là phần tin trong nước và thế giới. Hoàn thành và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025. Bộ Y tế gia hạn đăng ký 730 thuốc. 15 năm đi tìm công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam. Hàng Mỹ thông báo tập trận đổ bộ lớn. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường đại học cao đẳng sư phạm hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức tiêu chí xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo là hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2024 theo đúng quy định, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh từ năm 2025, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng tin cậy trong các phương thức tiêu chí xét tuyển, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông. Ngày 25 tháng 8, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, ở đợt gia hạn giấy đăng ký lưu hành mới nhất này, có gần 800 sản phẩm thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị thông thường, thuốc phục vụ cho phòng chống dịch và thuốc có chứng minh tương đương sinh học. Trong đợt này có 730 thuốc được gia hạn theo quy định của Luật Dược năm 2016 và 35 thuốc có chứng minh tương đương sinh học được công bố. Đối với 730 thuốc được gia hạn đợt 208 này, có 453 thuốc được gia hạn trong 5 năm, 219 thuốc gia hạn trong 3 năm và 58 thuốc gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các sản phẩm thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành lần này đều là thuốc sản xuất trong nước, khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, gồm thuốc điều trị tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ung thư, thuốc kháng virus, thuốc điều trị bệnh lý đường hô hấp, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường khác. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, tại khu xóm đạo Phú Bình, nơi cung cấp lồng đèn truyền thống lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, không khí đã tất bật nhộn nhịp. Những người thợ, nghệ nhân đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cho ra những chiếc lồng đèn đầy sắc màu, đa dạng mẫu mã, phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Cha truyền còn nói, gia đình anh em Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Trọng Thành tại xóm đạo Phú Bình, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 50 năm làm lồng đèn truyền thống. Theo ông Bình, năm nay lượng đơn hàng tăng vọt so với mọi năm. Gia đình ông cung cấp ra thị trường hơn 10.000 chiếc. Vì thế mà cả gia đình ông và thợ đều tất bật từ sáng đến đêm để kịp đơn hàng. Tăng số lượng người thêm. Thứ hai nữa là mình thời gian mình chuẩn bị sớm hơn. Mà bắt đầu là từ mọi năm thì bắt đầu giữa tháng 4, đầu tháng 5 bắt đầu mới dán, mới vẽ. Thì bây giờ là đầu tháng 3 là mình đã vẽ rồi. Để làm được một chiếc đèn trung thu truyền thống, cần qua rất nhiều công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến chẻ nứa, làm hồ, tạo hình, dán giấy kiến, vẽ trang trí. Đòi hỏi người làm nghề phải tỉ mỉ từng chi tiết để cho ra những chiếc lồng đèn lung linh, nhiều màu sắc, phù hợp với thị hiếu của trẻ nhỏ. Mà vẽ nó màu sắc nó phải đẹp, nó phải lung linh, biết pha màu, biết vẽ cái nét nào cho nó đẹp, cho nó sắc cái nét. Cho nó hài hòa. Càng lớn nó thì nó vẽ nó càng khó. Có nhiều con nó bự quá, 3-4 mét là phải cầm bát sơn, là cầm cái tô màu là đi theo vòng tròn để vẽ. Sớm lồng đèn Phú Bình hiện chỉ còn khoảng 30 hộ làm nghề. Những người thợ vẫn miệt mài giữ nghề truyền thống. Để cứ đến dịp Trung Thu, sớm lồng đèn lại trở nên tất bật nhộn nhịp. Năm nay, khách hàng trở lại với những chiếc lồng đèn truyền thống ngày càng nhiều.
số lượng đơn hàng tăng vọt, mang đến niềm vui cho những người thợ yêu nghề. Phần mình cũng giao đi từ Nam chí Bắc, trong miền Nam mình chỗ nào cũng có giao được hết. Rồi hơn nữa cái mặt hàng của mình nước ngoài ta cũng một số nơi người ta cũng thích ưa chuộng, và những con đèn này nó từ giá từ 16, 20, 25 tùy theo. Những chiếc đèn cá chép, bươm bướm, thọ ngọc, ông sao, tàu bay, 12 con giáp với đường nét hoa văn sắc sảo, lung linh, đầy màu sắc đã gắn liền với bao thế hệ người Việt. Mùa trung thu, những chiếc đèn giấy kiến đỏ truyền thống lại nhộn nhịp xuống phố cùng những em nhỏ phá cổ đêm trăng rằm, cùng gợi nhớ về ký ức tuổi thơ vui vẻ của bao thế hệ. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 8, Tòa án Phúc thẩm Paris đã đưa ra phán quyết bác bỏ vụ đơn kiện dân sự của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Ngay khi có kết quả, bà Trần Tố Nga cho biết không ngạc nhiên trước phán quyết và sẽ không buông tay mà tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Nhìn lại hành trình 15 năm của người phụ nữ hơn 80 tuổi này, có thể thấy nghị lực phi thường của bà cũng như sự ủng hộ của những ai yêu chuộng hòa bình. Sinh năm 1942 tại tỉnh Sóc Trăng, bà Trần Tố Nga từng là phóng viên thông tấn xã Giải Phóng và bị nhiễm chất độc dioxin trong thời kỳ chiến tranh. Theo kết quả giám định y tế, nồng độ dioxin trong máu của bà cao hơn tiêu chuẩn quy định. Bà mắc 5 trong số 17 bệnh lý đã được Mỹ công nhận và liệt kê trong danh sách các bệnh do chất độc da cam gây ra. Tháng 5 năm 2009, bà Trần Tố Nga đứng ra làm chứng tại Tòa án Lương tâm Quốc tế vì nạn nhân da cam dioxin Việt Nam ở Paris. Sau đó, với sự ủng hộ và đồng hành của một số luật sư và nhà hoạt động xã hội Pháp ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam, bà quyết định đứng ra kiện các công ty hóa chất Mỹ. Tháng 5 năm 2013, Tòa Đại hình Evry của Pháp đã chấp thuận đơn của bà. Tuy nhiên, sau 19 phiên thủ tục, trong phán quyết ngày 10 tháng 5 năm 2021, Tòa án Evry đã chấp thuận bào chữa của các công ty bị kiện, cho rằng họ hành động theo lệnh và vì nhà nước Hoa Kỳ, và như vậy được hưởng quyền miễn trừ. Không chùn bước trước thất bại này, bà Trần Tố Nga với sự ủng hộ của các luật sư và các hội đoàn ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm Paris. Phiên điều trần đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 tại Tòa Phúc thẩm Paris. Nói thật là tôi có hơi buồn, nhưng mà không thất vọng và không có mất can đảm và không có mất nghị lực ý chí. Có nghĩa là chúng tôi với lại các tổ chức bên Pháp đã có quyết định với luật sư rồi, và chúng tôi đã thống nhất với lại các tổ chức bên Pháp là chờ tôi về thì sẽ có ngay một cuộc biểu tình, sẽ có ngay một cuộc họp báo, có nghĩa là không ai buông tay và chúng tôi sẽ đi đến cùng. Trong hành trình 15 năm đi tìm công lý, bà Trần Tố Nga đã nhận được sự ủng hộ không chỉ của đồng bào trong nước mà cả bà con kiều bào tại Pháp và nhiều nước trên thế giới, cũng như sự chia sẻ của đông đảo bạn bè Pháp và quốc tế. Trước tiên phải kể đến nỗ lực của hai luật sư William Borden và Bertrand Ribot, những người luôn sát cánh bên bà Trần Tố Nga. Tiếp theo là sự ủng hộ của nhiều hội đoàn thể Việt Nam, Pháp và nhiều nước trên thế giới. Đáng tiếc là các vị quan tòa đã có thái độ bảo thủ, trái với tính hiện đại của luật pháp và trái với luật pháp quốc tế cũng như luật pháp châu Âu. Rất sốc, nhưng biết làm thế nào được, tôi đã gọi điện cho bà Nga. Bà tin vào chúng tôi và cũng xác định là cuộc chiến này khó khăn và cam go. Chúng tôi vẫn có niềm tin để đi tiếp. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ, phần lớn là chất da cam, dioxin, xuống 1/4 diện tích đất tự nhiên ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Đến nay, hơn 3 triệu người Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu hậu quả vì ung thư và các bệnh do chất độc dioxin gây ra. Quân đội Hàn Quốc ngày 25 tháng 8 cho biết lực lượng hải quân và thủy lục chiến của nước này và Mỹ sẽ tiến hành tập trận đổ bộ quy mô lớn tại thành phố Bohan ở phía đông nam và bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên nhằm củng cố năng lực sẵn sàng chiến đấu và khả năng tương tác của các đồng minh. Theo kế hoạch của tập trận mang tên Sangyong,
còn gọi là Rồng Đôi, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, với sự tham gia của lực lượng đổ bộ cấp sư đoàn và khoảng 40 tàu, 40 máy bay, trong đó có máy bay phản lực tàng hình F-35B và khoảng 40 xe tấn công đổ bộ. Bắt đầu từ năm nay, lực lượng thủy quân lục chiến của Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức một nhóm tham mưu chung cùng chỉ huy cuộc tập trận đổ bộ. Ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã thực hiện có hiệu quả cuộc tấn công phủ đầu chống lại phong trào Hezbollah ở Liban, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không vòm sắt đã đánh chặn được mọi tên lửa và thiết bị bay không người lái mà Hezbollah sử dụng để tấn công nước này. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang, chính quyền ở các thành phố lớn cũng như các thị trấn ven biển khác của Israel đã ra lệnh đóng cửa các bãi biển của nước này sau khi quân đội Israel yêu cầu người dân hạn chế tụ tập. Trong khi đó, hãng hàng không Air France của Pháp cùng ngày thông báo sẽ đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv, Israel và Beirut của Liban trong ít nhất 24 giờ sau khi Liban tiến hành những cuộc không kích vào Liban. Ngày 25 tháng 8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng cần thúc đẩy việc giải quyết các bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hàn gắn mối quan hệ đã bị cắt đứt hơn một thập kỷ qua. Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Assad nhận định các sáng kiến nhằm hàn gắn quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chưa mang lại kết quả nào đáng kể. Ông Assad cũng nhấn mạnh là quan điểm của Damas trong quan hệ với Ankara là vấn đề rút quân Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Syria cũng như quan điểm đối với vấn đề khủng bố, khẳng định khi đạt được thỏa thuận về những vấn đề này, hai nước sẽ đưa ra tuyên bố chung. Hồi tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc gặp với người đồng cấp Syria để có thể đàm phán khôi phục quan hệ. Tide Green, một doanh nghiệp mới khởi nghiệp ở Ai Cập, từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi xanh nhằm bảo vệ môi trường. Và đáng chú ý là việc phát triển một công nghệ mới để biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng. Theo ban lãnh đạo Tide Green, công ty đã có giải pháp biến mọi dạng rác thải nhựa thành loại vật liệu tổng hợp polymer, trong đó thành phần gồm rác thải nhựa được trộn với cát, sỏi để tạo ra vật liệu thay thế cho bê tông, vốn gây ô nhiễm và giảm thiểu chất thải nhựa tại nước này. Theo thống kê, Ai Cập thải ra khoảng 4,5 triệu tấn chất thải nhựa mỗi năm. Năm 2022, Ai Cập xếp thứ 22 trong số 25 quốc gia về hiệu quả của các chính sách quản lý rác thải nhựa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.